Cả nhà thân mến, hôm nay Apao đang có mặt ở nhà hàng Âu Việt Đồng Văn Hà Giang. Hôm nay có một quý đoàn các cụ rất là nhiều tuổi rồi. Apao nghe có một cuộc gọi đến từ anh quản lý, bảo là các cụ là mong muốn, mơ ước được gặp Apao. Apao phải tranh thủ là chạy xuống để gặp các cụ. Các cụ cũng rất là nhiều tuổi rồi, mà để các cụ mà du lịch lên Hà Giang mà không được gặp Apao thì đúng là một câu chuyện rất buồn. Đó, cho nên Apao tranh thủ là chạy xuống. Tuy rằng hôm nay là ở nhà có việc rất là quan trọng, là có mẹ với mẹ nuôi ở trong Sài Gòn lên chơi, nhưng mà Apao tranh thủ là lên gặp các bác để các bác cũng thỏa lòng ước mong. Và bây giờ chúng ta cũng lên tầng 2 của nhà hàng Âu Việt. Đây thì đây, hôm nay là chương trình sinh nhật gì của bác ạ? Bác ở đó. Cháu xin chân thành kính mời. Vâng. Xin cả nhà một tràng tay nhé. Tiếp theo là xin chân thành kính mời cô Nguyễn Thị Hợi, là cô nào? Vâng, xin chân thành kính mời cô. Nhằm một tràng tay ạ. Và chúng ta đi trên lên để chào đón đến cô Đặng Chiến Thắng. Chú ạ, chắc là chú Đặng Chiến Thắng ạ. Và xin tự động mời chú ạ, xin một tràng tay nào. Và cuối cùng nhiệt liệt chào đón với lại Nguyễn Thị Huệ ngày 23 tháng 10. Vâng, Nguyễn Thị Huệ đâu ạ? Vâng, kính thưa các cô chú. Ngoài đấy là cô chú đang tổ chức sinh nhật cả nhà nhé. Apao đứng ở đây để quay lại video. Cuộc sống bận rộn vất vả của chúng ta, và rất là nhiều niềm vui, nỗi buồn, những cái điều đáng nhớ. Nhưng mà có lẽ là không có cái điều gì mà ý nghĩa hơn là ngày bằng kỷ niệm và mình được sinh ra cõi trần. Ngày hôm nay trong chuyến đi này thật là may mắn và hân hạnh với một cái mảnh đất ở vùng cực bắc của Tổ quốc, và với sự chứng kiến của 30 thành viên, chúng ta cùng mừng sinh nhật cho những người may mắn và hân hạnh có sinh nhật trong chuyến đi này. Vâng. Xin mời nhạc công. Xin mời nhạc công sẽ rồi. Nhà công sân khấu và chứng kiến màn gửi đến những người đến lung linh này sẽ thể hiện cho những cái ước mơ của những người có ngày sinh nhật trong chuyến này. Chúc mừng sinh nhật. Khoảng điện 2, 3. Rồi, xin mời trong tay. Chúc mừng sinh nhật. Con chào cô, con chào chú. Chú MC hay quá. Hát lên cao, hát lên đài nhá. Vâng, vâng, vâng. Xin mời nghệ sĩ cùng nâng một ly để cùng vâng, vâng, vâng. Vâng, các cô chú, con chào cô. Vâng, con chào cô. Mong là gặp cháu thôi mà đúng có giờ nào là gặp thật. Vâng, cháu hỏi cô là ở Hòa Bình à? Cô ở Hòa Bình, nhưng mà cô có cháu lấy chồng trong Tân Kỳ, Nghệ An. Là cũng là fan hâm mộ luôn. Fan hâm mộ của cháu mà cô đã từng bình luận cho cháu ấy. Vâng, con chào cô. Cháu rất nhiều. Cháu rất nhiều.
Rồi. Phải cả nhà lên ở trên kia chụp. Rồi. Cho ngày lễ kỷ niệm 2010 cũng như là cùng chúc mừng cho sinh nhật của những người à, vâng, cô. Chị Á Báo. Hello. À, chụp lại chị chưa? Ha ha, máy xuống một tí. Cảm ơn em. Vâng, con chào cả nhà Hòa Bình. Lại gặp Hòa Bình nữa. Đây đây, hướng dẫn viên du lịch đây. À, đúng ngày 11 của năm 2022. À, tròn năm. Đúng tròn hôm nay là tròn năm. Xin kính mời tất cả những người. Con chào các bác, các cô. Con chào các bác. Con cũng mong như thế. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4
Hôm nay được tổ chức sinh nhật luôn. Vâng, con chúc sức khỏe các bạn. Các bạn về cho nhau sinh nhật luôn. Rất trân trọng được chào đón nghệ sĩ A Páo. Và như trên hành trình đi của đoàn chúng ta thì chúng ta đã được giới thiệu về A Páo. Và thật may mắn là hôm nay lại đón mời được anh trong cái chương trình ẩm thực buổi tối tại nhà hàng Âu Việt hôm nay. Thì chúng ta đã được thưởng thức rất là nhiều những cái tiết mục biểu diễn của A Páo trên truyền hình. Thế và ngày hôm nay thì anh đã có mặt ở đây để giao lưu với cùng đoàn chúng ta. Thế một lần nữa thay mặt đoàn du lịch đến từ Hòa Bình, xin trân trọng đón chào nghệ sĩ A Páo. Chúng ta cùng nâng ly để mà chào đón A Páo trong chương trình ngày hôm nay. Vâng. Chúng ta cùng nâng ly nào. Con xin phép là nâng ly lên nhưng mà con Không được. Chưa có rượu. Rồi. Rồi, để nhà mình ơi, các cô ơi, chúng ta cùng chứng kiến để chào đón A Páo trong chương trình của ngày hôm nay nhá. Hôm nay chúng ta đã rất là hâm mộ A Páo từ trên những chương trình biểu diễn ở trên xe rồi đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì đã được trân trọng đón A Páo trong buổi tối ngày hôm nay rồi. Nào, các cô cùng nâng ly nhá. Nào, chúng ta nào. 1, 2, 3, dô! 2, 3, dô! 2, 3, uống! Xin mời. Rồi. Rồi. Xin chúc mừng nghệ sĩ. Nhìn cái ảnh mãi rồi, hôm nay mới nhìn thấy thật. Có lẽ là A Páo thì cũng sẽ có nhiều, rất là nhiều chương trình đang đón đợi. Và cũng rất trân trọng được A Páo này. A Páo đã dành cho đoàn du lịch của Thanh Sơn, tức là với các cô chú khách hàng là Hòa Bình, một chút thời gian. Cái điều này rất là trân quý. Thế và em báo cáo với bác là em nâng ly lên thôi nhưng mà em đang bị kiêng rượu cho nên không nhất trí nhấp môi. Nhấp môi nhất trí. Còn mình thông cảm cho A Páo. Rồi, mình cũng biết là A Páo uống rượu chừng nào là mình biết được rồi. Thế còn là do lý do đặc biệt là nhất trí nhấp môi, nhưng mà thế như thế là cũng là bày tỏ tấm lòng trân trọng nhau về tình cảm rồi. Thế và chút nữa thì cũng mong là A Páo cũng giao lưu thể hiện một chút. Không làm cả đêm luôn. Ai giờ thế là trân trọng quá rồi. Thế thì để cho không khí một tí. Các bác yên tâm. Sĩ xin phép được như này có được không? Nếu mà A Páo đồng ý. Tức là sĩ thì là đương nhiên là không phải nghệ sĩ rồi. Thế nhưng mà cũng là cây nhà lá vườn để cổ vũ cái tinh thần văn nghệ một chút. Sĩ sẽ hát một bài tặng tập thể đoàn. A Páo cùng nghe. Được. Ok không? Được. Ok nhá. Bây giờ sĩ hát luôn nhá. Anh đấy là làm trước luôn. Nhất trí luôn rồi. Các cô chú ơi. Đó là A Páo lên luôn. Rồi. Các cô chú ơi, để mừng cho ngày lễ 20 tháng 10 này, mừng sinh nhật này và đặc biệt là cùng đón chào nghệ sĩ A Páo này. Cháu sĩ sẽ xin lên sân khấu để hát tặng cả nhà chúng ta một ca khúc. Nhà mình có đồng ý không?
quê hương Hòa Bình và sĩ là đại diện của công ty du lịch Anh Sơn đến từ quê hương Phú Thọ. Thế và chúng ta đang ở đây, nơi vùng cực bắc của Tổ quốc, cũng là một vùng trung du miền núi. Như vậy Sĩ sẽ chọn một bài mang tựa đề về miền trung du miền núi. Sĩ xin hát tặng tập thể đoàn chúng ta một bài mang tựa đề là Thơ Tình Của Núi ạ. Và xin cả nhà một tràng pháo tay để cùng chào đón với ca khúc Thơ Tình Của Núi. Và xin nhà công bắt đầu. Và sau tiết mục của Sĩ thì A Báo sẽ cùng với các cô, các chú để có những tiết mục giao lưu thật là ý nghĩa trong chương trình buổi tối hôm nay. Chúng ta vui lòng chờ một chút, âm nhạc bắt đầu. Oh,
xin giới thiệu bạn Hà Anh sẽ lên sân khấu để hát tặng bài một bài đến toàn thể quý vị, và cũng là để chào đón nghệ sĩ A Pháo đến với chương trình của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Xin một chào tay dành cho bạn Hà Anh nào. Xin mời bạn Hà Anh nào. Ngày 20 tháng 10 và tôi đón chào nghệ sĩ A Pháo đến cùng với giao lưu với chương trình và trên sân khấu bạn Hà Anh, nhân viên của công ty du lịch Nghệ Sơn sẽ thể hiện một ca khúc mang tựa đề Gặp Nhau Trong Giấc Mơ. Vâng, cả nhà có thể cho A Pháo một tràng pháo tay ạ.
xuống chợ dắt người đi xuống núi, xuống chợ uống rượu dắt người theo, uống cho mày này uống cho con, uống cho chân này uống cho tôi, chồng uống mùa say, người uống mùa say, xuống chợ ăn thắng khô, xuống chợ uống rượu mua. Thank you.
có rất nhiều mối tình ở trên dòng sông Lam và bên dòng sông Lam. Đó cũng chính là những nỗi niềm của những cô chú những năm xưa đã xông pha trần gian. Vâng, và bây giờ là một phút xin chụp ảnh bắt đầu. Vâng, vâng. Có những cái tiết mục còn đặc sắc nữa. Vâng, vâng, chị ơi, chị chụp ảnh. Vâng, vâng, vâng. Vâng. Vâng, báo cáo với các cô bác chú là con đã ăn cơm từ hôm qua, cho nên cả nhà cứ trải nghiệm ẩm thực của vùng cao Hà Giang. Và để liên tục chương trình, con xin phép được gửi tới cả nhà ca khúc Hà Tĩnh quê ơi. Không, em ăn hôm qua rồi, chị yên tâm. Em ơi, có nghĩa là phải ăn cơm đã. Có ăn cơm. Bây giờ mà hát là các cô không ai ăn. Đúng rồi, không ai ăn. Không, các cô cứ ăn, con cứ ăn không sao. Để ăn tí. Hà Giang, buổi tối ngày hôm nay tại nhà hàng được Âu Việt và Thanh Sơn sẽ có chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng 20 tháng 10 thầy phụ nữ Việt Nam. Thế và rất là trân trọng Thanh Sơn sẽ được đón mời nghệ sĩ A Báo cùng đến để giao lưu với chương trình. Và sau đây xin trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức một ca khúc Hà Tĩnh quê ơi do nghệ sĩ A Báo biểu diễn. Xin trân trọng kính mời. Vâng, A Báo cảm ơn một người anh MC đẹp trai cũng như là trưởng đoàn của du lịch Thanh Sơn ở Hòa Bình, và một người anh của Báo một năm xa cách. Hơn nữa thì tình cảm của anh em Vĩnh Phân Thế và càng ngày càng phát triển anh ạ. Vâng, thay mặt cho những chàng trai đứng mày râu, chúc các mẹ các cô các chị có một ngày kỷ niệm 20 tháng 10. Tuy rằng chúng ta tổ chức trước thì bây giờ chúng ta sẽ hát trước để đến ngày hôm đó chúng ta không phải tặng nữa, đúng không? Chúng ta tặng trước và có thể cho Pháo cũng như là một người anh đầu đàn du lịch của Thanh Sơn Hòa Bình một tràng vỗ tay thật lớn ạ. Vâng, và để liên tục chương trình, Pháo xin phép được gửi tới cả nhà ca khúc Hà Tĩnh quê ơi do Pháo sáng tác. Tuổi thơ đi
trước mắt anh là trời xanh là biển rộng. Đêm trăng nghe câu hò em hát, thương cho hoa đồng và con thẹn con cu. Người con nên người vai hè gầy khô. Dòng sông lo chảy về dòng lắng, mang phố ngang sông như dòng trường mẹ. Chợ Tình Khao Vai nói về chàng ba là Út, chàng ba là người dân tộc Nùng, cô gái Út là người dân tộc Tây. Hai người thương nhau không đến được với nhau. Do sự cấm đoán của hai bên gia đình, hai bên dòng họ, cho nên hai người đã hẹn hò nhau ở núi Khao Vai. Chàng ba thổi sáo rất hay, đàn rất giỏi. Cô gái Út xinh nhất bản làng là bông hoa rừng của núi đá Cao Nguyên. Huyền thoại của họ đến nay đã hơn 100 năm tuổi. Và sau đây con xin phép được gửi tới cả nhà ca khúc Mơ Về Hà Giang và ca khúc Phiên Chợ Vùng Cao. Mơ về Hà Giang trước em. Mơ về Hà Giang, Mơ về Hà Giang karaoke. Vâng ngài, có rất là nhiều người mơ về Hà Giang còn chưa được về Hà Giang lần nào. Và hôm nay những các cô bác chú mà không được đi theo chuyến hành trình của cô chú Lê Anh Sơn Hòa Bình thì sẽ trải nghiệm du lịch qua ca khúc của Bảo Mơ Về Hà Giang một lần để được trải nghiệm những chợ phiên và những bác thằng phố này đến xuống. Vâng, cả nhà hôm nay là do net wifi hơi bị yếu. Vâng, ca khúc Về Hà Giang. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hà Long treo giữa trời. Ăn thằng cô
nên thơ một Hà Giang rất là hoang sơ và mộc mạc. Những người con của Hà Giang rất là mộc mạc, chân chất, đầy tình cảm, rất là quý khách mà mến người. Mà khi nào mà lên với Hà Giang thì chắc hẳn là mọi người sẽ được trải nghiệm nào là những món ăn mèn mén này, thắng cố này và rượu ngô. Và ngay bây giờ A Báo xin phép được gửi tới cả nhà một ca khúc mà A Báo sáng tác được huy chương bằng toàn quốc do A Báo tự sướng. Vâng, ca khúc Hết Bạn. Hết Bạn. Ca khúc này cũng được rất là nhiều ca sĩ ở trên truyền hình ha, chương trình lớp của Tam Giác Mạch của tỉnh Hà Giang. Thết bạn, thết bạn, thết đãi, thết thết, thờ, t, h, e, s. Thết bạn karaoke, đấy, đấy. Thết bạn karaoke. Đấy, đấy. Vâng, ca khúc này là độc quyền của sân cây của Hoa Báo. Yeah.
bất thủ trên cao nguyên đá. Những người con của đá thường sử dụng những bát rượu đầy để đong đầy những tình cảm trong lòng. Mà điều gì làm cho cô hạnh phúc vậy cô? Điều hạnh phúc nhất của cô. Vâng, cần không biết là cả nhà có yêu cầu A Báo hát bài gì nữa không để A Báo liên tục một chương trình của A Báo luôn. Từ trang bài nữa. Mình rất là thích A Báo hát cái bài mình rất là thích ấy. Là bài về Hà Lan, bài gì mà hôm nay mở? Hà Lan ơi. Tôi Hà Giang quê hương tôi. Câu bài đó sẽ là cuối cùng đi. Vâng, hát bài đó. Vâng, thì hát bài đấy. Và sau đây bây giờ A Báo xin phép được gửi tới cả nhà một ca khúc. Chắc hẳn là các bác các cô các chú lên vùng cao Hà Giang là phải vượt qua những con đèo ngoằn nghèo uốn lượn ở trên cao nguyên đá. Và một con đèo mà các cô các chú đã từng vượt qua đó là con đèo Thập Mã Đèo. Thập Mã Đèo nằm ở xã Tân Trạch, nằm giáp ranh với Cô Cảo, nằm giáp ranh với Lũng Thầu và giáp ranh nữa là đó là huyện Yên Bình. Đó là con đèo ngoằn nghèo uốn lượn nối từ Yên Bình lên với cao nguyên đá Hà Giang. Và sau đây ca khúc Mù Sẻ Say nói về những chú ngựa vùng cao. Hồ ngày xưa đồng bào lấy sức ngựa để chở những chuyến hàng của đồng bào vùng cao là sản phẩm của địa phương để xuống miền xuôi để buôn bán, thông thương buôn bán. Đồng bào sẽ giữ lại những chú ngựa nào mà vượt được đèo sẽ giữ lại để làm vật nuôi cho nhà, còn những chú ngựa nào mà không vượt được đèo thì sẽ vào chợ phiên. Những nồi thắng cố là những đêm hò hẹn của những chàng trai cô gái. Và sau đây là khúc Mù Say Say Thập Mã Đèo xin phép được gửi tới cả nhà. Mù Say Say. Oh!
tim đã trong trái tim tôi buồn. Mùi sắc xinh đỏ say say, mùi say say đỏ say say, bầu trời. Nhất ở trên cao nguyên đá, mà hiện tại khi Apao sáng tác đến nay đã hơn một năm, chưa có ca sĩ nào dám hát, chỉ có mỗi mình Apao hát độc quyền thôi. Vâng, và bây giờ Apao sẽ nhường lời lại cho anh chàng MC đẹp trai. Vâng, xin được kính mời anh lên sân khấu để anh có đôi lời phát biểu. Vâng, kính thưa quý vị, một buổi tối thật là tuyệt vời, thật là ý nghĩa với đoàn chúng ta. Trong cái không khí tưng bừng của buổi lễ chào đón ngày kỷ niệm 20 tháng 10 các cô nhưng mà đến từ Thôn Sư Sơn, tỉnh Quảng Bình, chúng ta đã được đón chào và thưởng thức những các cô tuyệt vời của nghệ sĩ A Páo trên vùng cao nguyên. Và đặc biệt là đây là một cái điều rất là bất ngờ đối với đoàn chúng ta, bởi vì trên xe chúng ta đã được thưởng thức một số tiết mục của anh trên truyền hình, và cũng thầm mơ ước là biết đâu đấy buổi tối hôm nay lại có cái duyên mày được gặp A Páo. Thực ra đúng là trời định chúng ta đã gặp, không những gặp mà chúng ta lại được thưởng thức những giọng ca tuyệt vời của anh. Thậm chí là cũng phúc vừa rồi anh cũng đã tuyên bố rằng là chưa một ca sĩ nào có thể thể hiện được bài hát đó, mà chúng ta đã được cảm nhận những ca khúc rất là hay và ý nghĩa về vùng cao nguyên. Một lần nữa xin thay mặt đoàn trân trọng gửi lời cảm ơn đến nghệ sĩ A Páo, chúc anh luôn sức khỏe và may mắn và thành công trên con đường nghệ thuật. Xin mời nhà chào một tràng tay. Vâng, con cảm ơn cả nhà rất nhiều và chương trình giao lưu vẫn tiếp tục được bắt đầu. Con mời cả nhà cứ dùng bữa. Vâng, vâng. Thế, ta nghe rất nhiều rồi, tức là trân trọng kính mời mọi cô một số đoàn của ta. Vâng. Sẽ lên hát tặng là A Páo. Cô. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Giang Trọng Hơi, Giang Trọng Hơi, về đây chơi, về đây chơi. Chương trình giao lưu văn nghệ dân gian với các cô chú đến từ Hòa Bình ngày hôm nay. Và vâng, hôm nay cả nhà sẽ hát theo nhạc của A Báo luôn, bởi vì hôm nay A Báo không có sự chuẩn bị về nhạc Hà Giang Quê Tôi. Vâng, hát cùng nhau luôn, bởi vì đây là giọng của A Báo. Vâng, cả nhà cùng dành một tràng pháo tay dành cho A Báo. Vâng. Say say hầu chứ hầu mẹ mẹ đi nhanh nhanh về nhanh nhanh đi nhanh nhanh về nhanh nhanh ta uống hầu mẹ mẹ thầm mõ đeo luôn vòng quanh cô nơi đại ngàn đa xăm giữa núi rừng đường đao khoe sắc như chỉ hồng trên đá. U chàng trai mi tu mù say say lòi say say mù say say lòi say say hồ chớ đi nhanh nhanh về nhanh nhanh đi nhanh nhanh về nhanh nhanh ta uống. Thank you.